Tức cười. Thấy mẹ đi qua chỗ khác mẹ ngồi rồi tức cười vậy sao? Mình được khẹo ba đó. Nó được khẹo đó. Không phải, mình đi cà phê thì muốn ồn ào là chuyện bình thường. Người ta mở gì người ta ồn là bình thường, mình đâu có quyền mình nói, cũng cái đồng công cộng mà. Cà phê là ngồi chỗ đông mà. Mà từ cà phê giảm stress mà ba tự nhiên mà làm cho mình stress thêm hả? Em bình Tự thường nhiên mình mà, đang nhưng mà ấy là ngợi. kể như bà vô duyên, gọi là vô duyên đấy. Cà phê họ ngồi mở gì họ mở chứ. Cái Im điện thoại thì lặng cũng có chừng nữa chứ mấy. Mà cà phê ngon lắm chị, mở à, em lộn còn người vô nghe. nhạc sập Còn sinh hồi sáng ông Pi cũng gặp một cái nữa. À, thằng mới gọi tới, à, em là B nha, anh có một biên lai à, xử phạt à, giao thông à, anh có phải Nguyễn Hữu Hoàng không? Cái ông kêu đúng rồi à, rồi anh có một cái biên lai là bị này kia đó, công an, tôi là bên bộ công an giao thông đồ đó đó, lừa lừa đó. Cái ông B, cái ông kêu rồi sao nữa, xong rồi cái chỗ nghe sao anh ở đâu mà nó ồn vậy? Ông kêu anh đang làm gì mà nó ồn vậy? Kêu, anh đang đi á. Ông nói à, anh đang đi á, cái xong rồi tắt máy luôn. Biết vì sao không? Cái tụi nó là hắn lừa, hắn lừa lừa nhận nhiều được lắm, được lừa gì đâu nhiều mẹ, lắm. nộp đưa tài khoản cho em đồ rồi đó. Không phải, ý là hắn kêu là công an đồ là mình làm chi sai phạm, mình có về giao thông, cái nó hồi nó lừa nhiều người mấy trăm triệu rồi gì. Lừa nhiều người yếu bóng vía, nhiều người không biết á, tự mồm mình cũng bị như thế vậy. Mình bị thì công an phạt liền, có dù mà để cho hàng hoài về Dạ cũng có, kiểu ô như tô cũng á, có à ô tô à ô ô tô tô, tại à vì là à ô nó tô thì được sẽ kiểu như là qua qua bằng camera đồ á, camera phạt đồ này kia đồ đó đó. Mất dạy về sợ ông bê ông bà điên nữa, không nói được. Cái anh nói chuyện ra mà nó mất lịch sự. Cái bay thì ta nói đúng rồi, ta biết bay lương rồi thì ta nói rồi, chứ người khác đâu mà tắt nói. máy luôn, tắt máy luôn. Còn cha Nam sáng này cũng bị ai gọi đó, nói chứ bộ công an đồ gì đó, cái cha cũng tắt máy luôn, cha không nói gì sẽ tắt máy luôn. Nó lừa dễ quá mà. Ăn có hoàng lưng nó chuyện dễ. Còn mấy người rảnh rảnh á là để loa xong rồi mở nói chuyện vọc hắn. Còn hôm qua ai gọi tới, chị có phải là chị Loan vợ anh Khánh không? À, kêu chị là chị Loan nhưng mà không phải vợ anh Khánh. Kêu dạ đấy em, cảm ơn. À. Nhớ là nhân coi mấy người đợi chị Loan nữa, chị bé sau hỏi kìa. Chị Loan sau. Chuyển khoản rồi. Bé chuyển khoản rồi. Em gửi cho lấy ngay theo ngân giùm chị cái. Gửi ba em nhá. Dễ thương chưa? Nhìn xấu lắm. Nhìn xấu lắm. Nhìn xấu lắm. Nhìn xấu lắm. Ai chị? À, chắc em chưa đọc á. Chứ em đang làm nãy chưa nè. Chị mới nhắn đúng không? Dạ. Chắc là nó em đang trên xe đi về. Mặc lăn rồi chị. À, lâu lâu không buồn. Không vui thì sẽ buồn. Đi sống hả? Đi sống hả? Đi sống hả? Đại gia đi sống hả? Chị chỉ về đen đen được nhưng còn muộn chứ còn muộn nó cực. Không mà mụn này lái ra đây với bữa hồi đỡ ghê lắm. Tại vì mụn ăn em nó nhiều quá vậy. Có đứa mà rảnh không cho chị xin cái bông xí. Ừ, bông nước muối ha. Nước muối ít thế.
ở giữa luôn. Vài cái đi. Chịu đau cũng giỏi mà. Sơ sẩu mà chị Loan á. Mẹ mặt có mái mũi có phải dỗ anh Đức không? Anh Đức cứ sờ rộ chị Loan ghê lắm ghê. Tôi nó phải cứ dỗ anh Đức không tôi. Ráng Rồi mình chịu khó đấy nhá. Chịu khó đây là không bị rố. Đẹp hơn anh Đức. Thì anh Đức phải xưa không đi lấy mụn nên là bị xấu. Chứ hẳn bởi của mẹ thằng là bởi có tiền đấy chứ cái xưa là chứ có tiền mà lại mua em hẳn không phải đấy. Tiền không tiền chị nhưng mà cái phải mình đi lấy đúng thời điểm à, đúng thời điểm á à. Đúng thời điểm chứ không phải là đúng chỗ nữa à. Đúng thời điểm là lấy kịp thời là hẳn bị thắng em. Dạ nó không bị hoại tử chứ còn mà không nhưng mà càng đúng chỗ thì càng sẽ tốt hơn nữa chị còn mình đi điều trị mà không đúng chỗ thì cũng tội hư da hết chắc thời mấy ông nước chưa họ chưa lấy mụn mô cũng có chứ nhưng mà do mấy người nó kiểu nhiều người họ sợ nhiều nữa đi diện cơ địa này chị là cơ địa trong mụn trong người rồi thì cứ bị miết vậy đó lộ thì có chứ sao mà mặt lộ ghê rỗ mà chữa được mấy ông đi chữa rồi chị lo nè chữa khó lắm tim thì cũng đỡ đỡ nhưng hậu đỡ kìa chị tim nhắn đỡ hẳn luôn kìa mà đang hắn hợp phi răng á chứ chị thấy nhiều người tim mình đâu có đỡ đâu cả đâu đỡ nhiều đâu người mình lịch sự là mình dùng từ mượn nhưng mình sẽ mang luôn đúng không gọi là mình xin khéo xíu chị về với chị có đi xuống hoa trong hiền chừng con xuống bằng việc xuống cho con luôn những cái thằng băng kim đi rồi xuống chứ lắm chủ cha nhiều lắm à, chị ơi em à. Nhiều khách em không thể nào mà nhớ được à. Dù có súng thì vui thôi à, vì chị nói là dạ. Chị đưa cái liệm coi á có đứa xuống. Nào có muộn thì chị chỉ à, qua giùm em xí cho vì bây là chị ra chị ra chị con chị đưa cái liệm sừng hôn luôn ô trời chị thiệt khắc đã đấy à là ta đưa sổ đồng thời khi mà mới lấy mày gặp chị lo đừng nổi đấy chị ra chị con thì chờ con à, họ biết chị nhiều mà chị đi chờ con ngay mới chuyện ra chị con là chị thấy có mình đang dừng em còn đi chỗ mua rồi trên hoa khánh nó đôi chứ đó thì mà tại đây trên rừng nhưng mà Khánh thì nói chung là có thuốc mình điều trị đúng là hết nhiều chỗ là điều trị không hết tội á trước mắt điều trị thì chị thấy chích ra coi là thấy đã rồi chị nhìn tặng mắt rồi chị thấy rồi chứ mấy cái liệp ní chia mua về gì năm lần thành nó bị răng mượn ra coi có miếng cứ coi đà thôi coi bị nghiện thì coi khế nghiêng nghiêng sự nghiện sự thấy cái tay lon trời đà vậy coi đỡ buồn chứ tại chị hai hẳn là cái xưa chị Loan thằng việc chị Loan có cái sao viên mẹ viên đôi chứ này đó yeah. Mà chị Loan là có và chị em đi làm nghề đôi chứ dễ thương nó chị hai hẳn nói đó mà thế mày bữa chứ mẹ con mẹ mọi con vì gọi thứ con với chị nghĩ rồi thôi làm phiền con gì nữa cho biết luôn tại chị Loan sớm nữa rồi chị Loan con cái mày cũng hay đi lấy hoa mẹ còn nói đi cô có chứ mà đi lấy có chứ đi lấy đó nhưng mà thấy mày sẵn hôn chứ hồi nãy em làm cái là nhiều người là họ cũng à khi nào là chị lo sợ lắm ví dụ như là khi nào chị lo làm mẹ mấy chục thôi
làm từ cái thời nó luôn đó, cái thời 50 đó. 50. Ở ngoài dưới chứ lắm đi, dưới giường nó nghe nó khí á. Nó có mấy chục lắm này. Vì nó thơm thấy lắm nó. Nhưng mà ở trong Sài Gòn mà chị nghĩ dặn chắc ở đây mà cái chim hỏi được chứ cái nữa là điên có một tí tại chị. Đó là trầm. Alo. Hả? Ủa 435.000 là đơn gì vậy em? Quần áo. Quần áo à? Chị không có đặt quần áo em ơi. Ý là ý em ơi, cái nó là cái shop nào gửi cho chị em có biết không? Trần Thị Thủy hả? Có 400 thôi hả em? 435 ngàn. Cha được kiểm tra hàng không em? Em xuống coi thử là từ đại nhân em hỏi là kiểm tra hàng rồi mới được nhận nha, còn không thôi. Quay video gì lên rồi. Hồi nó là 1 triệu mấy lần mà. Nhưng mà thành ra như thế tự nhiên mình tốn phí xếp đúng rồi, mình lấy không đủ hàng mình lấy đúng không, nhiều khi nó gồm không chị kêu gom đơn vô cho chị mà như thế được. Vừa có dưới số phần bữa lắm hàng ứng gửi dư lưng để chứ mình tốn tiền ship nó mệt nữa. Ăn xem mới thổi lúi hả? Em đó chứ em gửi hàng cho khách được như hồi em chưa đủ hàng em gửi họ trước 3 cái. Nếu nhiệt được 3 cái mình nhưng phải đường trượt lón trượt vẫn không nhìn hơn. Chứ mắc chi để super. Nhưng mà áo quần là không được. Có những chỗ khách để ký cũng được, có thông tin. Do chị mua trên line á, là em biết không, nhiều khi nó lấy thông tin mình xong rồi gửi lại và kiểm tra hàng, còn nếu không cho kiểm tra hàng thì thôi.